mừng các bạn đã đến với chương trình tư vấn hướng nghiệp nhóm ngành ngoại giao quan hệ quốc tế và quốc tế học của ban hướng nghiệp Kadasa. Xin giới thiệu, tôi tên là Thiều Đệ Hồng. Tôi rất vui hôm nay được chia sẻ với các bạn những thông tin bổ ích về nhóm ngành này. Chúng tôi hôm nay xin chia sẻ một số thông tin về nhóm ngành ngoại giao quan hệ quốc tế và quốc tế học, về chương trình đào tạo, về các trường đào tạo cũng như là điểm chuẩn của các trường này, đồng thời những thông tin về môi trường làm việc để giúp các bạn từ đó lựa chọn được chuyên ngành phù hợp nhất với mình. Nội dung của bài giảng hôm nay gồm có những phần chính sau đây. Thứ nhất, đó là khái quát về ngành ngoại giao, quan hệ quốc tế và quốc tế học. Tiếp theo, chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn một số thông tin về môi trường làm việc, về con đường nghề nghiệp, về đặc thù công việc, cũng như là những phẩm chất cần có của một người làm việc trong nhóm ngành này. Bên cạnh đó, những thông tin về kỹ năng cũng như là tố chất để giúp các bạn thành công trong lĩnh vực này và một số điều có thể cản trở sự thành công của các bạn cũng sẽ được chúng tôi chia sẻ. Hai thông tin cuối cùng mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là các trường đào tạo và điểm chuẩn của các ngành này cũng như là chương trình đào tạo của các nhóm ngành này.